Cách này mới hớt quá. Cứ tha tự nhiên đi. Chứ ép vậy nó khó chụp lắm. Cái này mà có mạng phát tiếp luôn. Khối phát đâu anh phát cho. Nó không đủ quá đâu. Nó không đủ mạnh để nó lót đâu. Wi-Fi với 3G nhẹ sổ. Con cộng rồi sao rút quậy ra vậy? Cầm máy chưa cầm được không? Không cầm nó đâu có quay ra được. Sơn từ bữa nhổ đợt đó vừa có liên lạc với bạn gì bạn Tâm bạn gì đâu bạn nó đâu mất tích luôn rồi không thấy đâu. Thật ra anh không có số bằng đó. Lúc ra cà phê thì nói chỉ làm YouTube học YouTube xong rồi cái im re luôn không thấy liên lạc không thấy nói năng gì hết. Chỉ cái bằng đó đó thì chỉ thôi có gì đâu có giống nghề đâu ý em nói à bạn đó con muốn chỉ hả đúng rồi ý là còn muốn lập cái kênh để chia sẻ bên chứng khoán à. Mới đầu vô đó nói say mê lắm rồi sau đó về xong rồi im ru luôn. Ở trong đây chắc có nhiều ổ chim nó thấy chim chiều nữa bay về quá trời kìa chim quá trời chắc có bao nhiêu ổ chim mà chim quá hết trời luôn. Con chim sâu á. Chim sâu hay chim sẻ đẹp quá trời kiểu như con đẹp. Yến. Không phải yến đâu. Yến chẳng phải yến nha. Yến khá yến hả? Ừ. Có hai loại. À chim yến mùa xuân về đúng không? Chim yến lượn. Yến là nó làm tổ bằng nước bột. À. Còn yến là làm bằng rơm rác bình thường. À. Chim sẻ là cái chim mà bé tiền đang tập nham nhất dạ hả gì nó không ăn xương mà mấy cái quán hủ tiếu á bỏ ra nó còn gẹm được ría được ồ đúng rồi nó mới thấy nha chim én nhiều quá trời kìa em cái đuôi nó cong là dài dài hay là nhọn nè ủa thấy nhiều én quá én lượn nè. Không biết chú kia chứ ngồi đó mình nó có tắc bạc không biết chút nữa ra hỏi thôi rồi mình tắc bạc cho mình
Ông mà cho nhô nó con lít nữa không ạ? Tạm không chịu nha. Đến chút mà nhô gần xong hỏi với gì đâu. Chú có thấp bàm cho con dài cộng cái cho nhô cho thôi gì. Mình phải dày mặt lên mình mới có clip được. Hiền quá làm sao có clip xài. Mới đầu còn ngại đi bà, xin ngại thấy bà. Mình ngại thì mình không có clip đăng. Riết rồi sẽ hết ngày. Trời hồi chiều này bí quá lắm, bắt con mèo nhổ rau nó nữa chứ. Ồ anh có mấy đứa bạn để bên nào rủ uống cà phê, mấy anh cái anh bạn lớn tuổi thôi. Vậy mà ổng kêu ra, đi cà phê mà ổng rủ. Ổng bận lắm, ổng là sếp cũ là trai đó. Nhưng mà tóc bạc cũng nhiều, bữa có nói rồi nhưng mà để bữa nào rủ rồi. Rủ đi, trời ra cà phê đi xong rồi em cho đệ tử em nhổ tóc cho anh. Nhú ria ria ria. Mấy người trung niên chút xíu còn trẻ quá thì lại không có tóc bạc ta. Cũng có nhưng mà không phải là tầng nó ít lắm, nó kiểu như là được 5-7 cộng vậy á. Nhưng mà 5-7 cộng cũng đúng clip rồi. Mình quay mình tạt ngang tạt dọc thì cũng đừng nhổ nhiệt tình quá, nhổ nhiệt tình quá thì nó nhanh hết. Quýt tóc anh với tóc anh hái đồ nè thì nhổ cỡ nào cũng được tại cái nó mật độ nó dày rồi. Còn mà tóc mấy bạn mà giống như mới bạc thì ít thì mình da dám lại. Hơi ngại ngại về phía đang xíu ha. Chỗ này vừa mát ha, vừa vắng ha. Không mình dứt này được là tối chút xíu nữa thì cũng ghê ha. Đúng không? Ý là sao? Ghê sao? Sợ vắng quá, sợ cướp đồ hả? Sợ cướp mấy cái gái rồi chơi đụng cho mình sao nó dám được. Lụm nó liền chứ. Hay là lùi lại không? Em đứng. Đấy đó không, ngồi yên, đang canh đúng rồi mà. Tóc này dùng keo nhiều nữa sao ở trên đầu nó bị chát chát mấy chỗ mà giống như nó bị khô đầu gần như chỉ ngọn á. Chắc dùng keo cái gì đi làm xong vuốt vuốt keo cái gì.